Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lại lên một cái video giới thiệu với anh em một cái bộ trục vít bánh vít tháo tời như nè. Bộ này cũng là bộ 5 tấn nhưng mà lớn hơn cái bộ hôm trước, kích thước nó có nhích hơn cái bộ hôm trước Trung đăng một tí, nó khác hiệu nha. Cái bộ này do nó khác hiệu. Cái bộ hôm trước là của Mỹ, cái bộ này thì nó lại của Nhật. Hôm trước Trung đăng thì bộ đấy bán rồi. Sùng 2 chỉ nha, sùng 2 đầu mối. Còn loại này thì sùng 1 đầu mối thôi. 1 đầu mối thì luôn luôn cái bước răng nó to hơn. Anh em nhìn này, bước răng này so với kích thước nha. Đấy. Bộ này thì hình thức còn đẹp, răng nó có véo nhẹ nha nè. Có áp lực nó có nổi dòng nhẹ nhẹ lên này. Nhưng mà cơ bản là độ mọn nó thì chưa có nhiều nha. Trắng tinh. Nó có nổi dòng lên này. Mép còn khá là dày. Cái gợn mòn không đáng kể. Nhông nó còn rất là khít luôn này. Đây. Vàng ché luôn nha. Vàng rất là đẹp luôn. Mấy cái kiểu hàng riêng này nó vừa là tán nóng mà nó vừa là bắt bu lông, nói chung là nó rất là lạ. Nó khác với những cái nhông, loại nhông mà anh em tháo trong cái hộp chuột vít Trung Quốc rồi nha. Mấy hộp chuột vít Trung Quốc thì nó giống như nó rèn cái thao vào cái khối, vào cái nòng ở trong. Còn loại này thì nó có bắt bu lông nha. Bộ này thì kích thước, đầu tiên là Trung đo kích thước rồi sau đó lật hai mặt anh em xem nha. Đường kính khoảng 33.5 nha nè. Đường kính là 33.5 nha. Còn dày răng là 5cm, có hơn tí. Còn con sùng này thì sùng này sùng này thì đường kính nó khoảng 8,5 nha, đo chưa có hết thước được, hơn 8,5 xíu. Đây. 8,5. Một đầu mối nói chung làm dấu rồi. Đếm số răng cho anh em xem luôn nhé. Nha nè. Vừa đếm rồi thử đấy. 39 trên 1 nha, 39 tua nha. Coi như là quay 39 vòng của trục vít thì bánh vít nó quay một vòng nha. Đây, sùng một đầu mối nha nè. Chỉ có một đầu mối nha thì nó là 39 chia 1, hai đầu mối. Ví dụ như hai đầu mối 50 răng thì nó là 50 trên 2 thì nó ra 25 tua nha. Thao rất là đẹp luôn. Nằm trong cái hộp nuôi nhớt rất là kỹ nên nhớt nó cũng còn màu vàng luôn, nên bánh răng, nhông răng tất cả đẹp hết nhé. Chưa bung, chưa mở lần nào nhé. Đây này, bu lông gài phe còn đầy đủ hết nhé. Quay thật là rõ anh em xem nhé. Bộ nằm cũng nằm trong cái bộ 5 tấn luôn nhé. Cái trục này nó đang được kính của sùng đo rồi. Cổ bạc đạn là 50 nhé. Cổ bạc đạn 50 nhé. Đây thì chắc là nhỏ hơn rồi. Hai cái chỗ, hai cái cổ nè. Để chịu bạc đạn này thì nó là cổ 50 nhé. Có tán lóc kê gì đó dài dài. Nguyên cái trục này sẽ dài khoảng 66-67cm nhé. Là dài luôn. Rồi, lỗ bên trong.
cốt 72 nhé. Đây là cốt 72 này. Em sử dụng cốt Runea 72 ly nhé nè. Anh em tiện lại gì đấy, móc cốt theo yêu cầu nhé. Rồi, cái món hàng này thì nó quá đơn giản, chung chỉ mô tả được bấy nhiêu thôi, đo đếm được bấy nhiêu đấy. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì alo nhé.